Ba Dũng cao thủ cỡ nào chơi được cả với Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Những ngày qua, cộng đồng mạng bàn tán hai lần về ông Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm. Không phải kiểu lãnh đạo nào cũng được ưu ái đứng cạnh vua đương triều Tô Lâm. Trong quan hệ, người Cộng sản rất quan tâm đến thứ bậc. Nếu ông Dũng không thân thiết với Tô Lâm thì làm sao có được vị trí như thế? Vào ngày 15 tháng 8, ông Tô Lâm tổ chức buổi gặp mặt các cựu lãnh đạo, trong đó có ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông Trương Tấn Sang thì không có mặt. Qua đó có thể thấy mối quan hệ giữa Tô Lâm và Nguyễn Tấn Dũng khác với Trương Tấn Sang rất nhiều. Hiện nay, hai con trai của ông Dũng đều đang theo nghiệp chính trị. Việc kết thân với thế lực cầm quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Miên Triết tiến thân. Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thanh Nghị khá vất vả trên đường quan lộ. Vào năm 2020, Nguyễn Thanh Nghị bị kết luận sai phạm đất đai tại Phú Quốc, sau đó bị giáng chức từ bí thư tỉnh ủy xuống làm thứ trưởng. May cho ông Nghị, ông Phạm Minh Chính đã trở thành thủ tướng và bốc được Nghị từ thứ trưởng lên làm bộ trưởng. Khi ấy, nếu người thắng cuộc không phải là ông Chính mà ông Vương Đình Huệ thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ không có cơ hội đến như thế, bởi Vương Đình Huệ rõ ràng chọn theo phe ông Trọng và chống lại bà Dũng. Cuộc chiến cung đình rồi cũng đến trận chung kết. Võ Văn Thưởng của Vương Đình Huệ đã ngã ngựa, giờ đây chỉ còn lại Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Vì vậy, họ không còn lý do gì để thỏa hiệp mà phải triệt hạ lẫn nhau để người còn lại cũng ngồi. Lâu nay, Phạm Minh Chính vẫn là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và là chỗ dựa cho Nguyễn Thanh Nghị. Giờ đây, nếu Tô Lâm tìm mọi cách hạ Phạm Minh Chính thì rất có thể Nguyễn Thanh Nghị sẽ bị đốn đòn của ông Tô Lâm. Việc ông Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy sau cái chết của Nguyễn Phú Trọng và kết nối với Tô Lâm được cho là một nước cờ cao tay, bởi lâu nay chưa có ai chơi thân được cả với hai phe đối địch như Nguyễn Tấn Dũng. Với tài ngoại giao như thế thì có thể thấy tương lai của Nguyễn Thanh Nghị sẽ được đảm bảo hơn. Việc bắt tay với cả hai đối thủ sẽ khiến cho Nguyễn Thanh Nghị không bị kẹp giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính, nếu hai bên ra đòn nhắm vào nhau. Nguồn tin nội bộ cho biết Tô Lâm từng có quan hệ tốt với ông Nguyễn Tấn Dũng khi ông Dũng còn làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an, mà trước đây gọi là Bộ Nội vụ. Và hơn nữa, trong nhiệm kỳ 2006-2011, cả Phạm Minh Chính và Tô Lâm đều được ông Lê Hồng Anh nâng đỡ, mà Lê Hồng Anh chính là người cùng phe cánh với Nguyễn Tấn Dũng ở Trung ương Đảng. Những đàn em của ông Dũng bị ông Trọng đánh cho ngã ngựa cũng nhiều, như Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, vẫn còn đó Phạm Minh Chính và bất ngờ hơn là ông Tô Lâm, bởi Tô Lâm từng là thuộc hạ đắc lực cho Nguyễn Phú Trọng. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là một nhà quản lý kinh tế tệ hại. Tuy nhiên, với những nước cờ chính trị, ông Dũng thuộc loại hàng cao thủ trong Đảng Cộng sản. Ông từng là đối thủ ngang ngửa, thậm chí là trên cơ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông thua ông Trọng khi đối đầu trực diện tại Đại hội 12, nhưng ông lại cải cắm được rất nhiều đàn em ở lại. Nhờ đó, dù đã về hưu nhưng ông Dũng vẫn được che chở. 5 lần 7 lượt ông Trọng muốn lôi ông Dũng ra để kỷ luật, nhưng vẫn không thể làm được. Giờ đây chính trường vẫn đang đấu nhau loạn xạ. Nguyễn Tấn Dũng lại chơi thân với cả Tô Lâm lẫn Phạm Minh Chính. Nếu Tô Lâm hạ được ông Chính thì có thể sẽ tha cho Nguyễn Thanh Nghị, và ngược lại, nếu Phạm Minh Chính hạ được Tô Lâm thì Nguyễn Thanh Nghị cũng sẽ được hưởng lợi. Dù về hưu đã lâu, cao thủ Nguyễn Tấn Dũng vẫn ra mặt chơi cờ thay cho hai con trai của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ba Dũng cao thủ cỡ nào chơi được cả với Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chuyến đi chầu của Tô Lâm có phải lành ít giữ nhiều hay không? Ngay sau khi lên chức Tổng Bí thư, Tô Lâm đã thực hiện chuyến đi công du đầu tiên trên cương vị mới, chuyến đi mà người dân quen gọi là đi chầu thiên triều. Cũng giống như các Tổng Bí thư trước đây, muốn yên vị thì phải thực hiện nghĩa vụ bề tôi với thiên triều, dù chính quyền có tìm mọi cách để làm tô vẽ và làm đẹp cho chuyến đi, theo một ý nghĩa cao cả nào đấy, nhưng người dân thì chỉ nhìn vào bản chất của vấn đề mà thôi. Báo chí nhà nước Việt Nam cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sang thăm chính thức. Ngôn ngữ nhà nước Việt Nam thể hiện có vẻ như Tập mong mỏi gặp Tô Lâm lắm. Tuy nhiên, nếu thật sự Tập Cận Bình muốn gặp Tô Lâm thì ông nên đề nghị sang thăm Việt Nam, chứ sao lại gọi Tô Lâm sang Bắc Kinh. Vậy nên người ta gọi là đi chầu thì cũng không oan cho ông Tô Lâm chút nào. Không biết vì lý do gì ông Tô Lâm lại ghé Quảng Đông một ngày rồi mới được đến Bắc Kinh. Liệu có phải là Tập Cận Bình thay đổi lịch trình của cuộc gặp hay không? Nếu như thế thì đây là hành động xem thường Tô Lâm ra mặt. Đến Trung Quốc diện kiến Hoàng đế Thiên Triều là một việc hệ trọng đối với Tô Lâm, có thể có liên quan đến sinh mạng chính trị của ông ta. Ông Tô Lâm phải cố mà làm hài lòng ông Tập thì mới có thể mua được mối quan hệ với Thiên Triều. Với ông Tập, thái độ và việc làm của ông Nguyễn Phú Trọng là tiêu chuẩn. Ít nhất Tô Lâm phải làm được như thế hoặc tốt hơn thì may ra mới nhận được sự bảo kê của Hoàng đế Thiên Triều Bắc Kinh. Chính trường Việt Nam trong những tháng qua thực sự đã trải qua một cuộc đảo chính ngầm. Ông Trọng là người mà ông Tập ưng ý. Tuy nhiên, hậu Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình chọn ai thì vẫn đang là một điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có vẻ như ông Tập không chọn Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, ông có chọn Tô Lâm hay không thì cần phải có thời gian để mà kiểm chứng. Tô Lâm là con ngựa bất kham, đã làm được những điều mà hầu hết đệ tử của ông Trọng không làm được. Tuy nhiên, với việc nhanh nhẩu xuống Bắc Kinh ngay khi mới lên Tổng Bí thư thì điều đó cho thấy Tô Lâm cũng muốn thuần phục như ông Trọng, chứ chẳng phải là kẻ bướng bỉnh như các ông vẫn làm với ông Trọng. Để thu phục được một con ngựa bất kham thì người chủ phải có cách để mà thuần phục con ngựa ấy. Tô Lâm có thể được ví như một con ngựa bất kham nhưng thiện chiến. Nếu thuần phục được con ngựa này, Tập sẽ có được nhiều lợi thế trong việc kiềm chế và kiểm soát Việt Nam. Còn nhiệm vụ của Tô Lâm là phải hiểu ý Tập Cận Bình, xem ra là việc trong tầm tay của Tô Lâm. Có lẽ để điều khiển được Tô Lâm thì sẽ khó hơn so với ông Trọng, nhưng Tô Lâm dùng vũ lực tốt hơn ông Trọng và đã khiến cho toàn Đảng Cộng sản Việt Nam phải khiếp sợ. Cũng như ông có đủ công cụ để điều khiển được cả bộ chính trị. Một người như thế nếu ông Tập không chọn thì có thể chọn ai tốt hơn đây? Đã là con ngựa chiến thì phải tốn công, tốn sức để mà thuần hóa. Một khi đã thuần hóa được thì rất hữu dụng. Tập Cận Bình chỉ sợ Tô Lâm không vâng lệnh, còn Tô Lâm thì lại nhanh nhảu xin chầu sớm, thì xem như ngựa hoang này đã tự ý thuần phục. Từ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã cho thấy sức mạnh tàn phá của ông đối với đất nước bằng cách đem lại cho người dân và nhà đầu tư nước ngoài cảm giác bất an vì tính vô pháp của nhà cầm quyền. Các nhà đầu tư từ các nước phát triển tháo chạy, nhưng Việt Nam lại trở thành mảnh đất màu mỡ để mà doanh nghiệp Trung Quốc mượn đường xuất khẩu hàng hóa sang các cường quốc khác. Với sự cai trị của Tô Lâm, có thể nói những luật pháp được mang từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ dễ dàng được áp dụng hơn rất nhiều. Những chính sách có lợi cho Trung Quốc dễ dàng được thực hiện hơn bởi Tô Lâm biết cách bịt miệng người dân để thực hiện ý đồ của Thiên Triều. Tóm lại, Tô Lâm đã lựa chọn không tồi của Tập Cận Bình. Chuyến đi lần này xem ra sẽ đem lại thành công cho Tô Lâm nhiều hơn nữa. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chuyến đi chầu của Tô Lâm có phải lành ít giữ nhiều hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de